Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn ha, đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog. Trưa nay thì bà con đến viếng rất là đông nè cả nhà. Ở đây có xe 16 chỗ nè. Bên đó không biết cô chia sẻ giờ mà mấy anh đi theo hỏi. Bằng số xe thì 61 của chú anh chị. Ở đây viếng rất là đông nè. Xe đây cô chú anh chị. Cho dù có rạp hay không có rạp thì vẫn đông cô chú anh chị. Gặp rỡ gặp được tháo ra rồi ha, rất là sáng. Bây giờ trên bầu trời thì thấy là có mây đen cô chú anh chị, mây đen kéo tới, hy vọng mình trời đừng có mưa. Có mưa thì không biết bà con cô bác chú mưa ở đâu. Đến đây có chia sẻ với khán giả không chú? Có gì thì chú quan tâm. Vẫn có nhang khói cả nhà. Màu ở phía kia thì cái máy niệm Phật vẫn tiếp tục duy trì niệm liên tục cả nhà. Là chú chiếu phim rạp luôn hả? Xà chú chiếu hả? Hồi xưa. Chú còn nhớ tù nào của cậu Nam không? Có chứ, như cậu sẽ đọc mã nè, rồi như quên rồi, rồi những cái chi mà của Lương Sơn Bá chứ con đài đúng không? Còn con Lương Sơn Bá nữa, gì mà đóng đóng bị Châu Thành rồi quên hết rồi. Hồi trước là chú thì, ở đây người ta cũng có trang bị cái đèn là đèn của các mạnh thường quân mình đó, vậy mà hồi trước là chú chilo mấy anh giờ này mấy anh nghỉ chưa, mệt rồi cả nhà, nghỉ xíu. Đây là hậu trường nha cả nhà, mình chia sẻ đây là clip hậu trường cho cả nhà xem, cho cả nhà thấy rồi cả nhà, rất là đông nha. Nhưng mà cũng rất là may mắn nhờ có giờ có cái đường cả nhà, có cái đường đi vào nè, nên bà con cô bác cũng được coi như là khá thoải mái và sạch sẽ. Hôm trước thì trời mưa thì đi vào hơi dơ, được cái này thì mắc cái kia cô chú anh chị, là sạch sẽ nhưng mà nắng. Xúc gì chị? Xúc xúc vậy? Xúc ngang này chứ ai? Ngang này chứ ai? Mình cần cái máy quay. Em quay anh thôi. Anh bữa nay là anh có gì đâu quay, anh nói tiếng à? Nói tiếng gì? Ê, mấy anh trên đây là mấy anh đang nghỉ ngơi, mấy anh đang nghỉ ngơi ngoài này của chú anh chị. Đi vô kiếm ly nước trà đào của chị nghe chị Loan uống ở nhà, cắt nước rồi. Kiếm ly nước uống này. Ủa ly đâu chị? Lấy ly đâu hay vậy? À. Ly to ta.
uống ly nhỏ không đã đâu. Đó, trà đào này cô chú anh chị. Không có cái giá mất ta. Nó nghe nè, dặn chú đấy. Chú không có tay. Đó, được rồi, được rồi. Đó, rồi, cảm ơn em. Ôi. Chào chị Nhung. Chào em. Đó, bây giờ chào chị, em. Bây giờ chỉ còn lại hai cái bàn nha cô chú anh chị. Đây là ly trà đào. Trà đào của chị Loan nè. Uống ly nhỏ không đã cả nha, uống ly bự vậy đó. Khát nước quá. Em mời cô chú anh chị uống trà đào nha. Trà đào màu rất là đẹp, rất là ngon. Đây là em thích lại chia sẻ hậu trường nó vui vui cả nha. Còn bây giờ phỏng vấn thì đa phần nói chuyện người nhà thôi. Né né ra xíu. Bà con cô bác cũng biến biếu mộ cô Năm xong cái là một là đứng ra phía ngoài đường thì kia ngoài bóng cây, hai là đứng ở gần những cái bóng cây trong đây đây nè, hoặc là những xung quanh bóng cây ở đây nè. Nói cả nhà thấy nè, bà con sẽ tủa ra bên đây, đứng qua hai bên bóng lề đường bên đây. Hồi xưa có rạp thì bà con đứng ở trong rạp quanh quanh mộ của Năm chụp ảnh chụp hình. Còn bây giờ không có rạp thì bà con viếng thắp hương xong rồi sau đó bà con thì bà con cô bác thì bắt đầu đi qua bóng cây. Ở kia thì anh Ngọc đang lấy mấy cái hương xuống cả nhà, hương mà cháy gần hết gần tàn rồi đó. Lấy hương xuống. Đây khán giả nó cho lắm. Ok, Ngọc phụ. Dương ơi. Chị có hợp không? Các bạn ở trong chị. Phía bên trong. Cũng có cái dù, không có cái dù thì có cái áo, không có cái áo thì có cái nón của chú anh chị. Nó bà nè. Dạ con chào bà. Bà đâu đến bà? Quận 12 con. Wow, xa vậy. Bà quận 12 luôn hả? Bà đi với ai bà? Đi với cháu. Dạ. Bà đến đây được bao nhiêu lần rồi bà? 4 lần. Dạ 4 lần. Lần đầu với lần này bà có thấy cái gì đổi khác không ạ? Đẹp. Dạ đẹp. Giờ thấy đơn giản mà đẹp. Dạ. Đẹp và sáng nữa hả bà ha? Sáng thầy về cũng có mấy che thôi. Mình thao mấy che ra sáng đẹp. Không khí trời đồ thoải mái. Không khí trời nóng. Bà đi đây là 4 lần rồi, quá quý luôn. Thôi em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Yêu thương em thì cho em xin một like, đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, bye bye cả nhà.